Chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ nói về cái chuyện là quản lý nhiều cái tài khoản Google AdSense đó, trên cùng một cái máy tính. Cái việc mà quản lý nhiều cái tài khoản AdSense đó thì nó có rất nhiều cái lý do tại sao lại quản lý nhiều cái tài khoản AdSense trong một máy tính. Thì ở đây các bạn cũng biết đó, có rất nhiều bạn làm YouTube, các bạn làm ra rất là nhiều kênh. Thì mỗi một cái kênh như vậy đó, các bạn có thể liên kết với một cái tài khoản AdSense. Thế thì nhất là với các bạn mà chơi Reels YouTube thì các bạn tạo ra rất nhiều kênh, rất nhiều cái tài khoản AdSense. Thế nhưng theo cái điều khoản Google thì một cái người đó, cá nhân đó, chỉ có thể đăng ký được hai cái tài khoản AdSense thôi. Một là dành cho cá nhân, hai là dành cho cái doanh nghiệp ha. Thế thì khi các bạn đăng nhập nhiều cái tài khoản AdSense trên một cái máy tính đó, thì có khả năng là cái tài khoản AdSense của các bạn đó, nó bị khóa. Thế thì giải pháp và để khắc phục cái tình trạng này đó, như thế nào? Thì thật ra có rất nhiều cách để các bạn có thể làm. Ví dụ như các bạn có thể đăng ký một cái VPS ha, thì cái VPS hôm trước mình đã hướng dẫn nhiều rồi. Thì các bạn có thể dùng cái VPS này để các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản Google AdSense. Giải pháp khác thì trên cái máy tính cá nhân của các bạn á, các bạn cũng có thể cài cái máy ảo bằng phần mềm VMware chẳng hạn, hay là VirtualPC của Microsoft ha. Nói chung là có rất nhiều giải pháp. Hoặc là có nhiều bạn sẽ dùng cái RAW file á. Ví dụ như quản lý RAW file trên trình duyệt Firefox hay là trên Google Chrome chẳng hạn. Tuy nhiên trong cái video này đó, mình lại hướng dẫn các bạn theo một cách khác, là mình sẽ sử dụng cái phần mềm Liner. Các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này nè, Cliner nè. Cliner này thì nó sẽ có hai cái bản, một cái bản là bản miễn phí và cái bản RAW ha. Thì bản RAW thì các bạn phải mua. Cái này các bạn lên Google search một cái là nó ra ngay. Đây, Cliner nè. Các bạn có thể download bản miễn phí về xài ha. Thì khi mà các bạn cài đặt cái này rồi á, thì cái phần mềm này á, nó có công dụng là nó sẽ quét dọn cái máy tính mình cho nó gọn. Dĩ nhiên nó xóa luôn những cái phần kết, những cái phần lưu nhớ trên cái máy tính của mình. Ở đây các bạn có thể cho nó chạy ha, Liner nè, và cho nó dọn cho cái máy các bạn nó gọn ha, cho nó nhanh, và nó xóa những cái mà cái file mà để cho Google nó theo dõi mình á, các bạn xóa luôn. Thế thì cái chuyện xóa thì các bạn cứ việc kích vào đây ha, sau đó các bạn cứ cho nó quét thôi. Cái này nếu như các bạn quét thường xuyên á thì nó sẽ làm nhanh thôi. Rồi nhưng máy tính của mình mà để khoảng mấy tháng bạn chạy một lần thì nó chạy rất là lâu ha. Rồi cái này thì các bạn trên máy tính của bạn, các bạn cho chạy nha, ở đây nó chạy lâu lắm. Cái thứ hai đó thì các bạn sẽ vào cái phần tool nè. Thì ở đây á có hai cái mà các bạn nên xóa. Thứ nhất á, là cái lab lab ha. Đó thì các bạn nhập vào đây, sau đó các bạn nhấn enter thì các bạn thấy ở đây nó có những cái nào có liên quan tới lab nè, thì các bạn click chọn nó, các bạn bấm là cái phần gỡ bỏ cài đặt ra, cái bấm vào rồi z z z là xong nha, gỡ luôn cả hai cái này. Sau khi gỡ lab xong rồi á thì các bạn nên gỡ thêm thằng nữa là thằng Java nè ha. Thì cái nào có liên quan tới Java các bạn gỡ luôn. Thế thì sau khi mà các bạn tiến hành gỡ bỏ lab, gỡ bỏ Java và quét dọn những cái file rác ở trên máy tính của mình rồi á, thì lúc này các bạn có thể đăng nhập vào một cái tài khoản AdSense. Tương tự như vậy, bây giờ khi mà muốn truy cập vào một cái AdSense khác thì các bạn cũng làm cái chuyện này một lần nữa. Lưu ý là cái này khi các bạn muốn xài thì các bạn phải cài đặt lại nha. Cái này truy cập vào một số trang web thì nó sẽ yêu cầu nhưng mà khi mà đăng nhập một tài khoản AdSense khác thì các bạn nhớ là phải làm cái thao tác này để cho nó dọn trống, bỏ cái những cái theo dõi đi. Thì lúc này các bạn có thể đăng nhập nhiều cái tài khoản Google AdSense trên một cái máy tính của mình. Thì đây là một cái phương pháp thôi. Trong những cái video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn tiếp những cái thủ thuật khác để các bạn có thể quản lý được nhiều cái tài khoản AdSense trên máy tính của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình nha.
Chào các bạn.